Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn nghe thì khá là quen thuộc nhưng mà cách chế biến thì không hề quen thuộc tí nào, và đặc biệt là nó sẽ mang đến hương vị cho quý vị và các bạn rất là mới lạ. Quan trọng là cái cảm quan của món ăn cũng rất là đẹp mắt và hấp dẫn. Vâng, đó là món ăn cơm gà nướng lá nếp kiểu Thái. Vâng, và người sẽ vào bếp với tôi ngày hôm nay và cùng hướng dẫn đến quý vị và các bạn đó là anh Nguyễn Thành Long, bếp trưởng của nhà hàng gà mái kiểu Thái. Xin chào bạn. Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn như tôi giới thiệu, đó là cơm gà nướng lá nếp kiểu Thái. Cái đặc biệt của cái món ăn này là gì ạ? Đó là cách tẩm ướp và cách mình làm chế biến, khâu chế biến của mình. Tức là quan trọng là chính là cái gia vị đúng không? Cái gia vị mà để cho cái thịt gà nó được đặc trưng của cái hương vị Thái Lan đúng không ạ? Vâng, vậy thì cái nguyên liệu mà để làm cái món ăn này thì là có những cái gì ạ? Nguyên liệu đầu tiên là chúng ta có gạo, nhưng thành phần không thể thiếu đó là lá nếp nữa. Sau đó, nước ít cốt dừa đặc trưng của Thái Lan. Cái cốt dừa này thì đặc trưng của Thái Lan, nhưng mà cốt dừa này là cốt dừa mình sẽ tự làm từ dừa tươi hay là mua cái cốt dừa? Tự làm bằng dừa tươi ạ, tự làm bằng nguyên liệu quả dừa tươi. Tức là cái lá nếp, cốt dừa và gạo là sẽ để nấu cái cơm lá nếp đúng không? Dạ vâng. Còn cái gia vị để ướp gà thì là có gì gia ạ? Gia vị ạ, có gốc cây ngò. Gốc tiêu, cây ngò hay còn gọi là gốc cây mùi đúng không? Mùi. Tiêu, sả, tỏi, đường thốt nốt, hành tím và nước mắm. Tôi thấy ở đây còn có cả nước tương hình như là me đúng không? Me này sẽ nấu vào đâu ạ? Me này sẽ dùng để làm nước chấm ạ. Cơm gà chắc chắn là không thể thiếu cái thành phần chính là gà rồi. Vậy cái thành phần nào, cái phần nào của con gà thì là nó sẽ là ngon khi mình làm món này? Khi mình làm món này á, mình nên chọn phần đùi của con gà. Đùi của con gà sẽ chắc và nhiều thịt và sẽ thơm và dai hơn ạ. Mà đùi gà chắc chắn là ở đây tôi thấy hình như là đã lọc hết xương rồi đúng không ạ? Đúng hay rồi. Là mình sẽ mình lọc xương ra. Vì vậy là các bạn nội trợ là khi mà mua gà về thì nên lấy phần đùi để ngon nhất và để cho món ăn mình cũng được rất là ngon này, và thứ hai dễ ăn hơn cho cả người lớn lẫn trẻ con, thì mình nên lọc ra để có một miếng thịt nó vừa như thế này đúng không ạ? Ngoài các gia vị mà mình vừa giới thiệu ra thì tôi thấy có cả rau củ quả nữa, rất là nhiều các loại rau loại quả, thì bạn có thể giới thiệu cái này thì mình sẽ dùng cho cái nào trong cái công đoạn của mình? Bắp cải tím và bắp cải mình sẽ làm salad để ăn kèm với món gà. Còn những cái này là mình gia vị để mình làm đồ nước chấm, làm cho món gà thêm ngon hơn. Có vẻ là món ăn này là khá cầu kỳ và nhiều công đoạn đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm món ăn gì trước ạ? Chúng ta sẽ bắt tay vào nấu cơm gà lá nếp. Cơm lá nếp chúng ta sẽ cắt ra. Mình có phải chọn cái lá nếp nó như thế nào không? Chọn lá nếp già sẽ mang được hương vị màu xanh của lá nếp. Và nó và cũng sẽ có mùi thơm nữa. Mùi đặc trưng thơm hơn đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng bao nhiêu cái lá nếp? Khoảng 2g lá nếp ạ. Khi thái xong mình sẽ cho lá nếp, nước cốt dừa và ít nước vào trong máy xay để xay lên ạ. Và một ít cả nước nữa đúng không ạ? Và khoảng ước chừng khoảng 200g nước. Sau đó chúng ta xay lên ạ. Sau khi lá dứa và nước cốt dừa xay nhuyễn rồi, mình sẽ lọc ra. Khi mình đã lấy được nước cốt của lá dứa rồi, mình sẽ đi vo gạo. Khi mà mình sử dụng gạo mình đã vo sạch rồi, mình sẽ cho vào nồi. Mình chỉ nấu gạo tẻ không thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Chúng ta sẽ đảo đều gạo với nước, hòa quyện lẫn nhau cho nước màu xanh sẽ đều lên gạo. Sau khi đảo là sẽ đậy vung và để cho cơm chín thôi đúng không ạ? Trong khi thời gian đợi cơm chín, chúng ta sẽ quay sang làm món gà nướng. Để làm được món gà hoàn chỉnh, bây giờ chúng ta bắt đầu công đoạn xay gia vị. Xay gia vị là để ướp vào thịt gà ấy à? Dạ vâng. Chúng ta cần có 50g mùi. Mùi tại vì sao mình lấy gốc, để gốc mùi sẽ thơm hơn. Tức là sau khi mà mình mua mùi về là mình chỉ chọn cái phần đằng phần sau gốc rồi. Thôi còn cái phần lá thì mình bỏ đi ạ. Bỏ đi ạ. Rồi. Tiếp
ra đó sẽ là 50g sả, một ít tiêu, một ít xì dầu, 50g tỏi. Cái quan trọng nhất là 50g đường thốt nốt. Đường thốt nốt nó sẽ mang hương vị đặc trưng, khi cho vào nó sẽ làm hương vị của gà nổi bật hơn. Cuối cùng mình sẽ cho dầu vào để xay cùng ạ. Xay cho thật nhuyễn, cho tất cả các gia vị trên nó sẽ hòa quyện lại với nhau. Rồi. Sang bước tiếp theo là mình sẽ lấy gà, đùi gà mình sẽ lọc ra trước. Đùi gà đã được rửa sạch và lọc vừa hết xương ra rồi. Mình cho gà vào. Đã đổ hỗn hợp gia vị vừa xay vào, trộn đều lên rồi. Mình sẽ trộn đều lên rồi. Cho gia vị sẽ quẹt đều và ngấm đều. Cái nước sốt mà khi mà mình xay như thế này thì nó sẽ có một cái gọi là sệt sệt, thì mọi thứ nó sẽ được ngấm đều vào trong thịt gà hơn là khi mà mình trực tiếp là mình cho vào luôn, đúng không ạ? Cái công đoạn mà để cho cái thịt gà ngấm gia vị này thì mình để khoảng bao nhiêu thời gian? Mất khoảng 2 tiếng ạ. À, tức là khá lâu đúng không ạ? Sau khi mình đã ướp xong mình sẽ để ra ngoài chờ cho thịt ngấm. Mình sẽ quay sang làm salad và nước chấm để ăn kèm cùng với gà. Để nấu được nước sốt mình có me, 200g me, một ít hành và một ít ớt, nước mắm và muối. Me chúng ta cần phải lọc lấy nước, để mình sẽ lấy nước của me sẽ có vị chua. Mình sẽ cho me vào chảo. 2 thìa đường, ớt tươi, một ít hành. Quấy đều cho nước sốt sánh lại. Như vậy mình đã hoàn thành xong nước sốt. Bây giờ mình sẽ chuyển sang công đoạn làm salad. Để làm được salad mình có bắp cải tím và bắp cải. Một ít bắp cải. Sau khi mình đã thái xong nguyên liệu này, mình sẽ chuyển sang giai đoạn làm nước trộn với salad. Để làm được nước trộn salad mình có 200g giấm và 50g muối và một ít ớt. Tôi để ý là cái nước chấm mà mình pha này là mình sử dụng muối tinh đúng không ạ? Dạ. Và không sử dụng nước mắm. Vì sao mình lại không sử dụng nước mắm mà mình chỉ dùng muối tinh thôi? Tại vì nó sẽ không bị đánh mất đi màu mùi của salad. Tức là nếu mà cho mùi nước mắm vào thì nó sẽ có mùi nước mắm, nó hơi nặng mùi đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng thìa quấy đều lên. Quấy khi nào cho nước đường với muối tan đều ra trong nước dầm. Sau khi đã hòa tan được rồi chúng ta sẽ đổ vào salad. Sau khi chúng ta đổ vào, chúng ta sẽ trộn đều lên để cho nước sẽ ngấm vào trong salad. Như vậy là chúng ta đã xong cái món salad cũng như là cái nước chấm để ăn với gà rồi. Quay sang món gà mà chúng ta đã tẩm ướp gia vị vừa rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mang lên nướng. Mang đi nướng ạ. Vâng. Vậy thì nướng gà này thì mình sẽ nướng bằng than hay là bằng lò vi sóng hay là lò nướng? Nướng gà này mình sẽ nướng bằng than. Than phải nóng đều lên, gà sẽ chín đều. Nếu trong trường hợp mà các bạn nội trợ có thể là không có thời gian hay là nhà không có than thì mình có thể sử dụng lò nướng thông thường không? Nướng bằng lò nó sẽ không mang được hương vị khi nướng bằng than. Nướng bằng than nó sẽ có hương vị ngon hơn. Và nó sẽ mang lại cái hương vị đặc trưng của cái món gà nướng kiểu Thái này đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đi nướng. Vậy cái nướng, cái thời gian mà để nướng thì gà khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ chín ạ? Khoảng 15 phút ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã nướng gà xong. Sau 15 phút thì món gà của chúng ta đã xong rồi. Nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Miếng gà rất là bóng mượt. Và tôi ngửi thấy mùi rất là thơm của sả,
cũng như là mùi rất là đặc trưng thơm. Như vậy là gà nướng chúng ta đã xong rồi, thì quay sang hình như tôi thấy cơm của chúng ta đã xong rồi đúng không ạ? Hình như được. Vâng. Wow, màu cũng rất là đẹp. Vậy như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cơm gà nướng lá nếp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra bàn để trò chuyện cũng như là để thưởng thức về cái món ăn này, xem hương vị của chúng nó như thế nào. Vậy là món cơm gà nướng lá nếp theo kiểu Thái của chúng ta đã ra bàn rồi. Nhìn rất là đẹp mắt và hấp dẫn đúng không ạ? Vậy xin hỏi là về món gà đi, khi ăn thì như thế nào, thì thành phẩm chúng ta sẽ đạt yêu cầu? Gà sẽ khi ăn được yêu cầu ạ. Có độ vàng, ăn phải giữ được vị dai, thơm ngon của mùi ướp, mùi đặc trưng của xả và gốc ngò. Vậy khi nướng cái thịt gà thì theo bạn cần lưu ý điều gì để cho món thịt gà của chúng ta được thơm ngon và vàng ươm như thế này? Lửa sẽ đều và khi nướng mình sẽ đảo qua đảo lại để cho lửa chín đều từ trong ra ngoài. Thế còn cơm nhìn thì đã rất đẹp mắt rồi, vậy khi ăn thì chúng ta sẽ thấy cái hương vị được như thế nào? Không bị nát, lá dứa và nước cốt dừa sẽ hòa quyện được với mùi cơm, khi ăn mình sẽ thấy mùi thơm đặc biệt của nó. Tức là khi ăn ý, thì mình sẽ cảm thấy là cái hạt gạo của chúng ta sẽ dẻo đúng không ạ? Không quá nát, không quá khô và sẽ dậy lên cái mùi của lá nếp và cốt dừa. Cộng thêm là khi mà mình chế biến mình cho một xíu muối thì cái gạo của chúng ta cũng đậm đà rồi. Vâng, đây tôi có nhìn thấy nước sốt, thì nước sốt này mình sẽ chan vào cơm hay là mình sẽ chấm với thịt gà? Mình sẽ chấm với thịt gà. Còn món salad thì nó sẽ là hương vị chua cay mặn ngọt đúng không ạ? Cái này thì sẽ cho khẩu vị của từng người, các bạn có thể thêm cay hay là thêm chua bất ngờ. Vâng, với sự gợi ý của anh Long ngày hôm nay thì tôi nghĩ đây là một món ăn rất là phù hợp với cả gia đình, nhất là nhà nào có cả trẻ nhỏ nữa. Thì bản thân thì các em đã thích món gà nướng rồi, cộng thêm là hình thức lại đẹp mắt và bắt mắt như thế này nữa thì sẽ giúp cho các bé sẽ ăn nhiều hơn. Và hy vọng là quý vị và các bạn có thể làm món ăn này thành công ngay lần đầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.